Sơn và tôi Sơn đây. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với một video mới trên kênh của Sơn Official về Mini Cooper Lock. Trước khi vào video này thì các bạn cảm thấy chóng mặt không anh em? Chóng mặt không em? Trời đất ơi, chóng mặt anh lắm. Xin lỗi, ok đấy bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video mới trên kênh của Sơn Official về Mini Cooper Lock. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment trên kênh YouTube Sơn Official và ấn vào chuông thông báo kênh mình để đăng ký thì bấm vào video mới nhé các bạn ơi. Và nếu bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào mà các bạn muốn hỏi Joe trong bất kỳ chuyện hoặc là có bất kỳ tâm sự nào muốn tâm sự với Joe thì các bạn đừng quên comment phía bên dưới cho Joe biết nha. Và giúp cho Joe sớm lên được 1 triệu subscriber nha anh em ơi. Ok anh em ạ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái video cực kỳ bình thường, giống như cái video bình thường khác thôi anh em. Đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ thi vẽ cùng bộ tứ triệu sâm. Thôi là ngay chị Phong. Là sao là tứ triệu má ơi? Chị Phong mà đọc cái gì? Ai biết gì đâu. Tứ trụ chứ, quên anh em ạ. Tôi bộ tứ triệu sập, tôi là nằm trong tứ trụ, còn ba người kia là bộ ba triệu sập. Anh em tôi chưa có triệu sập cây. Ê wow. Thôi mấy cái phần mà 900 mấy chục ca sắp nó bảo nó 1 triệu sập nghe sao xạo. Ơi em cũng được, em cũng được 188 mấy ca rồi anh. Gần trời ơi, kêu mấy bạn ăn ký. Thế là chừng nào mà các bạn fan của Ro mà ủng hộ Ro lên được 1 triệu subscribe thì mới cho vô bộ tứ triệu sập nè. Quên. Bây giờ hiện tại các bạn biết tại sao mình tổ chức cái giải vẽ này cho tứ trụ không? Đơn giản là bởi vì hiện tại Hero Team đang tổ chức một cái giải vẽ ở trên group ở trên cái fanpage Hero Team, mà các bạn hãy lên trên cái fanpage này để các bạn coi thông tin chi tiết nha. Đó chính là giải vẽ về trung thu Hero Team anh em ạ. Nên là anh em nào có thể tham gia để có thể giật giải. Giải nhất là 1 triệu rưỡi luôn nha anh em ơi. Ok, và chủ đề ngày hôm nay anh em biết mình vẽ về cái gì không? Anh em biết về thi hằng nha. Chạy, đây vẽ gì? Ủa thì anh bạn trung thu thì ăn ai chứ gì nữa. Ủa chứ không. Gì ngày hôm nay mình sẽ vẽ về một chủ đề hả? Trung thu nhưng mà không phải là vẽ hằng nga mà là vẽ cả tuần cát. Ủa anh, sao anh bảo trung thu sao vẽ cả tuần cát hay vậy? Ủa sao em thấy liên quan luôn anh? Liên quan mà tại vì đây là video của anh nên là nó liên quan à. À tức là ví dụ anh bảo là ok hôm nay chúng ta vẽ về đục vật, xong anh bảo là anh muốn vẽ về gọi là cái bàn cũng được hả? Dạ. Trời ơi, phải đấy, trời. Ok, vậy anh nghe rõ chủ đề chưa hả? Anh nghe chủ đề dễ chưa? Rõ chủ đề là một nụ cười luôn hề. Tay, tăng mây xuống hề. Hôm nay dễ gặp tuần cánh anh. À đù. Chạy ở đâu vậy? Anh có biết vẽ là muốn anh vẽ cả tuần cánh đi. Trời, em biết anh không biết vẽ nên em mới kêu anh vô thì vẽ xem mi đó. Ok. Bây giờ mọi người chọn giấy vẽ cho mình đi, giờ em chọn giấy nào. Ok, vẽ đi các bạn. Ok các bạn, con gà tuân cát này thì mình cũng biết được nó thông qua những cái video của những youtuber, những youtuber gần đây. Và đặc biệt là mèo Jimmy. Ở mèo Jimmy là mình hôm qua coi video của mèo Jimmy hay gà tuân cát này cũng ngầu anh em ạ. Nó ngầu như tôi vậy á, là tôi quyết định là tôi sẽ thi vẽ gà tuân cát. Trời đất ơi, anh nói vậy, anh nói vậy là sao, anh mất quan điểm anh ơi. Nó ngầu thiệt mà, nó ngầu mà. Nó ngầu, nhưng mà anh là con sói sao biết anh con mèo được. Mèo. Trời ơi, em không biết là con sói là họ hàng xa của con mèo hả em? Ôi cái này mới biết luôn, anh mới biết thiệt á. con sói là họ hàng xa của con mèo, nó là thuộc dạng gọi là cùng cha khác ông nội á. Ủa gì vậy? Sao? Ủa chứ là gì trời? Thôi nói chung là em sẽ đẹp con mèo rất là dễ thương. Này, ok. Trời cái gì? Chạy cặp tuân cát là dễ thương mẹ. Trời ơi, thì coi là cháu cũng cặp tuân cát nó phải dễ thương với anh đúng không? Nói mẹ cháu, đời cháu. Bây giờ còn cả đời cháu đời chích nữa hả ba? Còn sao anh khó luôn đó. Trời ơi, phải có hết. Trời ok ơi. vậy mình sẽ cố gắng vẽ cho đúng với nguyên gốc của con cặp tuân cát anh em ạ. Đây cặp tuân cát nguyên gốc của nó rất là dị anh em. Và mình cũng khá là mừng bởi vì con cặp tuân cát này nguyên gốc của nó dị cái gì á, và nó dễ vẽ hơn những cái mà kiểu cute của Simi anh em. Ui Simi cute khó vẽ nên là mình sẽ vẽ nguyên gốc của nó. Cute nó dễ vẽ mà, trời cái này rất là dễ vẽ luôn á mọi người. Không, cute khó vẽ lắm. Theo anh thấy là cute nó khó vẽ. Rồi ok. Rồi. Nhớ không nhầm thì con cặp tuân cát này là có con mắt nó khá là bậm trợn anh em ạ. Đó, con mắt của cặp tuân cát như thế này. Đó. Xong rồi nó sẽ có một cái hàm răng nghe ra như thế này. Đó, giống như anh em. Giống chưa? Đó, trong đây. Không có chỗ nào hết luôn á. Tại vì trong đây đâu có vẽ được cái răng đâu. Nè, ví dụ tạo mô hình thì anh vẽ được răng, chứ trong đây đâu vẽ được răng đâu trời. Ok anh em ạ. Đây, đó, bây giờ mình sẽ tô cái răng như đó. Răng của gà tuân cá nó vàng lắm anh em, gà tuân cá trong kiểu nó không đánh răng á, nên là cái răng nó vàng nè. Anh em nào mà ở nhà mà kiểu
trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy thì anh em nhớ đến găng nha, cho ông lỡ găng nhà nghề như người tôi cát nè. Đó, găng này không phải găng mãi vàng đâu ba, mà găng này găng đóng ke á. Thì đang đóng ke. Anh cần miêu tả chi tiết là răng đóng ke không anh? Trời, người ta nói vậy là dân răng giàu cho mấy bạn không đánh răng thôi. Trời, nó đánh ke nữa, trời ơi. Trời, nói vậy mấy bạn mới sợ, bạn mới đánh răng với em. Đó, đây là con gà tôm cách. Sao, nói chung là bây giờ là mình vẽ răng tượng trưng ơi anh em. Vẽ răng tượng trưng ơi nha. Tại vì cái răng này thì nó kiểu vẽ như này nó sẽ không vẽ được đầy đủ cái răng á. Ok rồi, bây giờ à, con cà tôm cát thì mình không nhớ cái màu mắt nó màu gì nên thôi vẽ đại màu đỏ nha anh em. Ai như này đấy đấy, hợp lý không? Rồi ok, bây giờ tới cái thân của cà tôm cát nè. Nhớ không nhầm, như cà tôm cát là hai cái tay của nó rất là bự đúng không Sim? Đúng rồi, to lắm mà, nó to như kiểu vậy là à, nó to như cái thế giới á. Ồ, to như Sim Mi vậy. Anh ơi, em không có béo tới mức vậy đâu nha, ok. Ok ok. Rồi đầu tiên là mình sẽ xây cái chân trước anh em ạ. Con mèo này nó rất là dị nên là mình mong là mình sẽ xây nó không ra một cái gì đó khủng bố tinh thần cho người xem video của mình. Rồi đầu tiên là cái chân nè, đó, cái chân xong rồi nè. Ê mèo cà tương cát có đuôi không em? Có anh, có đuôi. À có đuôi à, anh tưởng đâu nó là một con mèo đặc biệt không có đuôi chứ. Đó. Không anh, nếu như mà nó không có đuôi thì nó sẽ có một cái đuôi ở phía trước. Bậy không, bậy không, bậy rồi, bậy rồi, vậy bậy rồi, bậy rồi, bậy ơi. Ủa là sao? Sao ôi, nhưng mà xin... nếu như bị dạng thì sẽ bị dạy đúng không? Chị My không cần hiểu cái điều đó. Chị My không cần hiểu cái điều đó. Quá. Okay. Ok. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ xay, đầu tiên xay chân xong rồi, bây giờ mình sẽ xay cái tay anh em ạ. Cái con này kiểu bây giờ mình không biết là con này mình sẽ chấm theo cái tiêu chí là mình sẽ chấm cho đẹp hay là cho nó gọi là dị anh em. Tại vì cái con gà tôm cát này nguyên gốc thì nó rất là dị, dị cực luôn. Hình như cái tay của nó cực kỳ dài nữa cơ. Trời ơi. Ok ok, rồi đó. Hay lắm nha, mà đeo găng tay nữa má. Trời ơi, giết người không có để người ta biết đó. Trời ơi, ghê quá. Đó. Ok, không, cái tay bên đây của mình làm hơi to quá anh em, hơi to quá. Bây giờ mình sẽ chỉ nhỏ lại nha. Đó, hợp lý chưa anh em, hợp lý chưa anh em? Rồi bây giờ tại vì cái nền này nó màu trắng nên mình sẽ xay găng tay nó màu bạc nha anh em. Đây. Đấy. Đấy, trời, Shigo xay là khác bọt ngay anh em thấy không? Trời, mèo Shimmy cũng phải kêu Shigo gọi là bậc thầy dân dẻ mà nè. Shigo à, okay. dễ người quen vòng 5 phút luôn. Hay á. Ok rồi. Trời ok. Các bạn nghe giọng điệu của Andro là Andro đang rất là tự tin của tác phẩm của mình các bạn ơi. Đúng rồi, người ta tự tin người ta mới gây chứ, gây mạnh chứ. Trời ơi, gây khét luôn, gây khét lạc luôn. Ok. Vâng, một phát xử lý hết sức công kênh đến từ Si Bắc Rô. No, cái tay này nó hơi phèo anh em à. Thôi kệ cái tay luôn đi anh em, giờ cho cái tay tầm 7, tầm 3 luôn đi, đó. Đó, ok. Rồi, Rô dễ, nhìn có khác con người que Rô. Thế dễ người que mà. What? Anh nói là anh giờ chơi gọi là chuyên ngành dễ người que mà. Thật ra mọi người không biết thì YouTube chỉ là nghề tay trái của anh mà thôi. Chuyên ngành của anh là chuyên ngành salon. Họa sĩ số 1 Việt Nam. Ok. Đây đó, bây giờ mình phải vẽ bên trong đây là một màu đen thẳm anh em ạ. Tại vì con gặp tương cát này bên đây nó đen đen thui nè. Rồi bây giờ thì cà tôm cát, kiểu cà tôm cát thì thực ra nó cũng có một vài răng trắng anh em ạ. Cà tôm cát này nó đánh răng hay kiểu đánh sen kẽ á ba, nó đánh kiểu răng nó đánh răng nó không á, nên là mình sẽ xay như này cho anh em dễ nhận dạng cà tôm cát này nha anh em. Đấy, ok, cà tôm cát này mình nhớ không nhầm thì cái thân của nó hơi bự hơn một chút, mình thay cái thân này nó hơi bé. Đó, xong rồi thêm hai cái chấm nữa ta. Mình nhớ không nhầm điện cà tôm cát nó có dây nữa. Dạ rồi, trời ơi, anh Rô giờ chưa xong, em xong hết trơn rồi nè, trời đất ơi, anh xong rồi nè, xong rồi nè, bây giờ anh ký tên mà. À, ký tên nữa. Ok, ký tên. Vậy anh cũng ký tên luôn ha, đúng là chuyên nghiệp. À, ok anh em ạ, con cà tôm cát của tôi đã xong rồi. Bây giờ tôi sẽ nhìn tổng quan giữa anh em ra cái cây. Cây sao đẹp vậy, cà tôm cát đẹp vậy. Sao đẹp vậy, cà tôm cát đẹp vậy, con cà tôm cát của tôi nhìn khác gì hoạt hình đâu. Anh ấy thấy con cà tôm cát của tôi kìa. Đâu? Bởi vì là con của anh là bà là 2D, bọn em là 3D hiểu không? Wow, của anh dễ thương á anh. Ui, Phong nhìn dữ quá. Wow, răng vàng nè.
Ok, ok, bây giờ mình sẽ đi review từng con với anh em ơi. Đầu tiên là con của Phong Cận TV. Tôi tưởng đâu là cái con cào tương cáp của tôi là cái con gọi là bị cái răng vàng dứt rồi. Nhưng mà không anh em à, con của Phong Cận TV đánh răng hơn một năm rồi đó. Không đánh răng hơn một năm rồi đó. Nhìn nào cái răng hè luôn. Ôi nhưng mà người ta đã nói là con quái vật thì người ta phải phải vẽ vậy thì nó mới ghê chứ anh hiểu không? Ôi nhưng mà Phong Phong không có khiếu vẽ anh em à. Phong có khiếu vẽ thật sự, anh em thấy chân của Phong đẹp không? Riêng tôi thấy hết chân của Phong rồi đó. Trời đẹp chứ Phong. Ok, ok, ok anh em ạ, à, con cặp tương cách đây là con cặp tương cách dịch cho anh em vậy đẹp quá ta. Trời ơi, anh em vậy đẹp quá anh em, trời tôi vậy xấu vậy là anh em vậy đẹp vậy. Trời ơi, dịch nè, ôi anh em trong dịch mấy điểm anh em thích chanh tôi dịch tôi thích đẹp chế dịch. Trời ơi, dịch trong bức chanh thì không khá đẹp, không đẹp okay. Hơn. Ồ, đây là cặp tương cách của Simmy, ban đầu Simmy bảo là Simmy sẽ vẽ một con cặp tương cách cô tè. Mà sao mình, anh thấy này là giống con dịch của Simmy. Anh ơi, em thấy nó bị súng răng nè anh ơi. Ok, đây mà đây là chanh của Jimmy, đây là chanh của Jimmy á. Nào, đây đây là bình luận bên dưới cho tôi biết nha. Súng răng mới dễ thương chứ. Ok, và bây giờ sẽ qua tới con cặp tương kết của tôi. Đó, anh em thấy cặp tương kết của tôi đẹp không? Okay. Thấy cái bản này không? Đây là con cặp tương kết đẹp nhất thế giới. Ai nói không phải chứng tỏ BD. Đó, đây là ai kêu cặp tương kết thì xấu là BD nha. Quấy cái tay ra. Vậy đây, ôi vậy làm gì vậy? Dịch tôi gì, cặp tương kết em dịch. Dịch đang dịch đang làm cho con cá tương kết của anh rô súng răng. Oh my god, hoặc là gì đó. Tự dưng anh chợt nhận ra cá tương kết của anh thiếu một điểm xem ạ. Gì vậy? À, anh thiếu cái này. What the? Anh làm gì nó thành dơi luôn anh. Em nhìn nó thành dơi luôn á. Nó thành con dơi rồi ba. Tôi có thể coi em ít. No. No. Tao ơi. Ok đây bạn. Và đây là con cặp tương cách của tôi. Và bên kia là cặp tương cách của Phong. Còn hai chanh này là cặp tương cách của Dịch và cặp tương cách của Simmy. Anh em thấy thích con cặp tương cách của ai và cặp tương cách của ai say đẹp nhất thì anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới cho tôi biết nha. Đồng thời hãy đánh giá 4 con cặp tương cách này của tứ trụ giúp mình nha anh em ơi. Chứ tôi thấy là nãy giờ là như tứ trụ là thích con của Phong nhất đúng không Sim? Ừ, nó là con không đẹp. Con không đẹp mà, ngầu mà, ngầu ngầu. Thật ra là con của Phong vẽ rất là đơn giản, cái tiểu rất là đơn giản anh em ạ. Nhưng mà nó tạo cái vẻ ma mị và rất là chi tiết và rất là đẹp luôn. À, đơn giản mà còn chi tiết thì hơi sai. Nói chung là con của Phong thì nó không khó vẽ, nhưng mà để nghĩ được ý tưởng này thì hơi khó. Nên là một like cho Phong không ạ, chạy chịu like cho Phong luôn. Ok em ạ. Và video đến đây cũng đặt kết thúc rồi. Nếu mà thấy video này đừng quên đây là một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube Xin Đâu Đồng Hồ, ấn vào chuông thông báo kế bên đó đăng ký đi nào, bấm vào hình video mới nhé các bạn ơi. Chúc cho đồng sớm được một chia sẻ like nha mọi người. Và điều thứ hai là nếu các bạn có thích vô quý vô mến vô là các bạn là khán giả của đôi thì các bạn đừng quên làm tất cả đều trên tương tự với các thành viên ngoài trong Hero Team gồm có Timmy, Simmy, Sammy, Camu, Gagam, Mới Điệp và Phong Tần Tây Diễn nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp. Bye bye. Bye bye.